thì hôm nay á, Victory rất là vui mừng khi được mời anh chị đến văn phòng để nhận cái kết quả là chấp thuận định cư của chính phủ Canada và cấp cái visa định cư cho cả gia đình của mình. Thì chị cho em xin được biết là chia sẻ của mình về cảm nhận của mình khi mà nhận được cái thông báo mà chính phủ nói là mình nộp hộ chiếu để dán visa định cư ạ. Trước tiên thì chị cũng gửi lời là hỏi thăm đến công ty Victory các em. Thì thật sự khi nhận được cái tin để báo dán cái visa định cư thì gia đình chị rất là mừng. Đó là một cái kêu là một cái niềm vui lớn mà mình đã mong chờ đợi từ rất là lâu. Thì chị cũng cảm ơn tất cả các em trong cái công ty Victory, nhất là cô Vi, đã cho gia đình chị được có một cái, nhất là các con chị có được một cái khởi đầu rất là tốt, là một tấm visa định cư dành cho tương lai của các cháu. Thì anh chị không có biết nói gì hơn nữa là cảm ơn các em rất là nhiều. Cũng chúc các em là có nhiều cái sức khỏe, giúp những cái người mà có những cái ước muốn như anh chị đó thành công tốt đẹp giống như anh chị. Còn về những cái kêu là những cái quá trình nó có dài hay ngắn thì cái đó là do cái quyết định của từ liên bang. Mình chỉ là công ty các em là chỉ hỗ trợ hết mình thôi, chứ giúp những cái gì trong khả năng mình có thôi. Thì chị nghĩ là nếu mà chúng ta đã chọn một con đường để đi như thế này á thì cần phải kiên nhẫn và phải tin với nhau. Chứ mình cứ nghi ngờ thì khó mà cái trong cái lòng mình khó có cái sự an tâm lắm. Thì cũng cảm ơn các em thật là nhiều. Thì qua cái chia sẻ của chị á, thì tụi em thật sự là rất là cảm động. Bởi vì là khách hàng thấu hiểu được là cái sự cố gắng giống như là nỗ lực hết mình vì hồ sơ của khách hàng của Victory. Thì Victory cũng luôn luôn là sẽ cố gắng hết mình để làm cho những cái hồ sơ tiếp theo sau anh chị cũng được thành công như hồ sơ của gia đình của mình vậy. Rồi Victory cũng thân gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của mình và chúc gia đình của mình đến đất nước là Canada xinh đẹp, bình an, có một cái cuộc sống mới là rất là thuận lợi và hạnh phúc ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả các em.